Hello my friend. Xem có tiếng. Hello. Có rồi. Sorry, mình sẽ không tắt my friend. Hello and welcome to the game. A dream in hell. Một giấc mơ ở dưới địa ngục my friend. Let's go. What the fuck? Chưa vừa gì vừa vào là mình thích cái đồ họa rồi my friend ạ. Nó mang cho mình một cái cảm giác, một cái không khí gì rất là Hồng Kông vào năm 1980 về friend, mặc dù thời đó mình chưa sinh ra nhưng mà vẫn cho mình cái cảm giác như vậy. Đây đâu có giống địa ngục đâu mày friend, đây giống thiên đường hơn là địa ngục. Wow, cái này gọi là phố đèn đỏ nha mấy friend, tại vì nó đỏ như vậy thì gọi là đèn đỏ chứ gì nữa. Mấy cửa hàng thời trang này mấy friend nhìn nó mờ mờ ảo như vậy nó mới hấp dẫn. Holy shit, phê ghế mấy friend. Thằng làm game mà nó mà chuyên về bên hội họa thì xin lỗi luôn. Kết. Tí là mình sẽ follow thằng làm ra con game này my friend. Sau này mình sẽ check tất cả những con game nó làm. Cái phong cách, cái art style ở đây đó, xin lỗi mình sẽ ít dùng tiếng Anh lại. Phong cách hội họa nó mang lại một cái vibe gì đó nó mình lại dùng tiếng Anh rồi. Mang lại một cái bầu không khí nó rất là GTA Vice City my friend. Cái đó mình phải dùng tiếng Anh tại vì con game nó là con game my friend hồi xưa chắc ít chơi. Hay gọi là siêu quậy đường phố, nó gọi là phong cách Miami, cái gọi là Miami Beach, bãi biển Miami cái thập niên 70 80 mấy friend, phê vải mứt, có đèn pin không vậy, sao tối quá vậy? Ai hú đây? Đừng bạn, không khí đang đẹp bạn hú là mình sợ. Ủa? Ok, next. Ủa? Cái gì vậy đâu? Mấy friend thông cảm nha. Game này ô có nút ngồi nè, có nút ngó nghiêng này nè hả? I'm sorry, sao chỉ có nút ngó cái bên này vậy, cái con nút ngó cái bên này đâu? Game mày nói về cái gì đấy mấy friend, chưa biết, từ từ rồi biết. Mình biết cho mình thấy cái phong cách đồ họa này là mình thích rồi đấy. Hình như ai đang nằm đó thì vậy, có cái gì đó nữa thì vậy, cái rìu thì vậy. Đúng là một cái rìu với một ai đang nằm đó mày friend. Đừng. Mình xin lỗi. Sao bạn đánh mình? Anh em mình nhờ là mình đã làm gì sai? What the fuck? Mình đã làm gì sai? Chưa chết, mình chưa chết my friend. Vẫn đang ngắt ngắt. Vẫn zoom lên zoom xuống được này. Vẫn ngoảnh mặt được. Vẫn rấn cái cổ lên được my friend. Yes, để mình nhân cái cơ hội để nhìn rõ thằng này hơn. Một con zombie nha my friend. Unity hả? Unity làm game đẹp ghê my friend. I like it, I like it. Mình thích, mình thích. Tuyệt vời. Gì đấy? Xin lỗi mấy friend, mình hơi cầm đèn chạy trước ô tô mấy friend. Thì ra là có hàng ở đây mà mình không biết, có hàng ở đầu game á. Ai bảo nhà phân anh làm game đẹp quá chí. Mình bị cuốn hết vào cái thành phố gọi là mộng mơ này mấy friend. Mỗi người có một cái gì ta, cái ảo tưởng riêng mấy friend hiểu không? Ảo tưởng của mình đó là một ngày mình được gọi là đi vào một cái thành phố gọi là đầy sắc màu về đêm khi trời đang mưa. Ngạc nhiên không? Thật tình cờ đúng mấy friend, đúng con game này luôn. Mỗi tội là thành phố mình mộng mơ nó không kinh dị, ok. Đó có người nằm đó rồi mấy friend. Mình bật cái gì biết. Game hay ghế mấy friend. Chết bà rồi, con zombie ra tìm mình rồi. Nó kìa. No 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 no. Không có hàng lấy gì chơi. Nice. Nice. Come here, you motherfucker. Come here. Giờ thằng nào phải chạy đây? Em gái nó nằm đây rồi. Ồ, đầu em đâu? Bị thằng nào ăn rồi. Bật điện lên chứ không thấy đường. Mình thích mấy cái game như thế này này mấy friend ạ. Không có một nhiệm vụ, không có gì hết mày friend, vừa vào là rớt vào một cái kiểu thành phố như thế này rồi. Nó rất là
giống đời mấy friend hiểu không? Ngoài cuộc sống khi mấy friend vô tình đến một thành phố zombie, mấy friend làm sao biết được? Làm sao mấy friend biết được là mấy friend đang ở trong một thành phố gọi là loạn lạc như vậy không? Không có gì báo trước cho mấy friend hết. Mấy friend phải sử dụng kỹ năng sinh tồn của mình. Giống như mình vậy. Yeah. Examine chìa khóa 101. Nice. Bạn nào đó? Hello. Ra đây chứ từ trong tối có thể đường đầu đánh. Uầy. Đừng mất nét. Mày đừng mất nét. Mày chơi. Đang lấy mình mất máu đâu. À máu đang ngồi lại kìa. Tôi để súng ở trong một cái ngăn kéo với một vài viên đạn, hy vọng rằng nó sẽ bla 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 bla. Ok, ngăn kéo nằm đâu? Thật ra thì cũng cần súng đâu mấy friend ạ. Mình thấy mình mạnh mẽ lắm với cái rìu lắm. Mà có thì hơn không thôi. Cho thì càng chắc mà. Where the hell is the drawer? Thử đập mấy cái này ra nha mấy friend. Biết đâu có cái gì trong này sao? Wow, đập được này. 9mm đạn mấy friend. Yeah. The fuck. Ghê thật, game bây giờ nó có bể ra từng mảnh gỗ một rồi cầm lên được luôn kìa mấy friend. Thật là kinh khủng mấy friend. Hello. Có ai ở nhà không? Nhào vô, nhào vô, nhào vô, nhào vô. Nhào vô, nhào vô, nhồ dao, sao mày trâu vậy? Ôi, đánh như gần chết rồi kìa mấy friend, máu tôi đâu? Sử dụng dùng cái. Ừ, phê mấy friend. Bọn này công nhận đánh đau hết đấy. Thôi, súng thì vẫn chắc ăn hơn. Jeez. Còn 33 máu thì mấy friend này sắp hẹo rồi. Ha ha. Shotgun. Shotgun nhưng không có đạn mấy friend. Tại vì sao? Tại vì đạn này đạn súng lục. Đùa chứ có 7 viên trong này mấy friend. Game hay phết. Rằng là thế giới đã bị diệt vong. Zombie đã xâm chiếm thế giới. Dũng phải giải cứu thế giới. Hoặc là Dũng phải tìm đường sống cho bản thân mình. Hết hồn. Shotgun. Shotgun. Yo. Yo. Tiết kiệm đạn, tiết kiệm đạn, tiết kiệm đạn, tiết kiệm đạn, my friend. Bạn chết chưa? Bạn chết rồi hả? Nghe bảo có khẩu súng lục nào trong này phải. Tìm mấy ngăn kéo, my friend. What is this? Battery hả? Pin để làm gì biết? Pin cho cái đèn thì phải. Mình thích chơi game này hơn Resident Evil, my friend. Đạn shotgun này. Gì vậy? Nói thì nói cho rõ ràng, còn không thì thôi ngậm mồm lại. Nói như thế thì thôi mình thèm nghe mày phải. Cái đậu. Tắt. Nó bảo mình quay lại ngay. Mình không thích quay lại, bạn làm gì mình? Mình có shotgun đây, bạn làm gì mình? Bạn chỉ là cái đài thôi, mình đâu sợ bạn đâu. Mình có shotgun nhé. Bạn náo để mình bắn đây. Bạn náo để mình bắn mình đây. Sao TV không bể? TV chống đạn à? Bada bim. Bada bim. Bada bim. Wow. Sao tụi này bây giờ lung linh và huyền ảo vậy mấy friend? Bọn này ảo ảo ma ma ấy. Cái đậu xanh, mình có 100 viên đạn súng lục mà không biết súng lục ở đâu hết. Cũng được, chém cũng được nhưng mà chém lâu chết quá. Mình về ô tô đây. Không nhất thiết phải tìm shotgun, à lộn, súng lục đâu mấy friend ạ. Hay tưởng tượng như đây là cuộc sống mấy friend ạ. Mạng sống của mình đang bị đe dọa hay không?
Mình phải chạy thôi. Liệu có đủ đạn để về không? Hy vọng là đủ đi. Có nghĩa là giống như ngoài đời thực tế, mấy friend đang gọi là lạc một thành phố zombie. Mấy friend lượm được 100 viên đạn súng lục. Nhưng có một tờ giấy nói rằng có một khẩu súng lục nằm ở đâu đó quanh đây. Và bỗng dưng trên đài phát thanh có một thằng bảo là quay đầu lại và lo chạy đi, thì mấy friend sẽ làm gì? Cố gắng tìm khẩu súng lục hay là chạy đi giống như mình mấy friend. Mà mấy friend đã có shotgun đấy nha, chứ không phải là mấy friend không có gì đâu. Tất nhiên là mấy friend lo chạy đi chứ. Cái mạng của mấy friend nó vẫn quý hơn là cái khẩu súng lục đó, sao xe mình hư rồi. Hello? Ai phá xe tôi vậy? Test complete my friend. Nhiệm vụ hoàn thành. À, cuốn băng kết thúc chứ. Oh, buồn ghê my friend. Tại vì là game này trên itch.io my friend. Game free ấy, cho nên là ngắn quá. Game này mà làm dài ra làm cốt truyện được các kiểu tuyệt vời luôn. Hy vọng một ngày nào đó nhà phát hành này sẽ ra full game. Mình sẽ follow thằng này, ok? Tôi là một nhà phát hành game. Một kỹ sư âm thanh đến từ Australia hả? Lộn, nếu như bạn muốn hỗ trợ và chơi những trò game nhỏ, bạn đến đúng lúc rồi đấy. Nhiệm vụ của tôi là tạo ra 20 trò chơi ngắn trong vòng 6 tháng hả? Mình không biết là anh làm được mấy tháng rồi, nhưng mà mình thích cái Dream in Hell ghê. Anh còn mấy game này nè mấy friend? Anh còn 2 game này nè. Mai mốt chơi tiếp nha. Mình chưa chơi nhưng mà mình nhìn cái hình là mình thấy thú vị rồi đó mấy friend. Look, look. Very nice. Very nice.